Uh, thứ nhất uh, là sư nghĩ là cái cái người uh, hỏi uh, có lẽ là quý vị vẫn chưa có biết bali uh, tại vì nếu như một cái bài kinh uh, cái bài kinh mà quý vị đọc um, bali thư, và quý vị uh, hiểu thì uh, quý vị sẽ không có hỏi như thế này Ừ, nó giống như nó giống như một cái người mà học tiếng anh á nếu như quý vị học tiếng anh thì nó hoặc nó bất kỳ cái ngôn ngữ nào khác thì nó có một cái như thế này khi chúng ta giao tiếp hoặc là khi đọc khi đọc một cái sách tiếng anh thì mình phải hiểu và mình phải suy tư từ tiếng Anh và mình nói ra tiếng Anh tức là khi mà mình đã học tiếng Anh rồi đó thì mình đọc một cái văn bản tiếng Anh mình không đi qua một cái giai đoạn là mình phải dịch qua tiếng Việt nữa Vì hiểu không ai có học tiếng Anh mà học đến một cái một cái mức độ mà tương đối đó, thì họ phải biết cái chuyện này và họ phải làm được chuyện này tức là đọc một cái đoạn văn tiếng Anh thì mình hiểu trực tiếp bằng tiếng Anh luôn chứ mình không có phải dịch qua tiếng Việt nữa ừ và khi giao tiếp với nhau giao tiếp bằng tiếng Anh thì mình giao tiếp trực tiếp mình suy nghĩ bằng tiếng Anh và mình nói trực tiếp bằng tiếng Anh luôn chứ mình không có cái chuyện mà mình suy nghĩ bằng tiếng Việt rồi bắt đầu từ tiếng Việt mình bắt đầu, mình mới dịch qua tiếng Anh rồi mình mới nói thì cái đó là không có đúng ừ. Bali cũng vậy khi mà quý vị hiểu một cái đoạn văn Bali đó khi quý vị, thì quý vị hiểu trực tiếp đó quý vị không cần phải thông qua cái giai đoạn dịch Việt nữa thì đương nhiên khi tụng thì quý vị tụng thẳng bằng tiếng Bali cho nó sướng chứ mắc mới gì mà mình tụng tiếng Việt. Ừ. Còn trong trường hợp mà mình không hiểu thì à, tụng tiếng Việt thì vẫn tốt hơn, tại vì tiếng Việt ít nhất mình có hiểu là mình đang tụng cái gì. Còn đối với trường hợp mà mình không có hiểu ý nghĩa của kinh Thì nó như thế này nè Bản thân mình khi mà mình tụng đọc lên Thì nó cũng là một cách để mà mình suy ngẫm về vấn đề giáo lý của một cái bài kinh ờ, Cá nhân sư thì sư cũng không có thuộc kinh có nghĩa là sư không có thuộc kiểu như các ngài tâm tạng này các đọc mà từ trường bộ mà đọc thuộc lòng thì không có nhưng mà sư cũng cái kiểu mà hiểu ý nghĩa của bài kinh nắm ý nghĩa của bài kinh và khi muốn tìm khi muốn tìm muốn trích dẫn thì biết tìm ở đâu và trích dẫn ở đâu ừ. cho nên sư thừa nhận là cái việc đối với cá nhân sư thì cái chuyện mà mình hiểu nghĩa và mình nhớ theo kiểu mình hiểu nghĩa thì nó sẽ thuận tiện hơn là cái chuyện mà mình phải học thuộc lòng tuy nhiên khi mà mình đọc lên cái 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 bản gốc á khi mình đọc lên cái bản gốc á Sư đi cái trải nghiệm nó khác với cái chuyện mình chỉ đơn thuần hiểu nghĩa bởi vì khi mà mình đọc cái bản gốc đọc chánh kinh thì mình sẽ hiểu ý nghĩa bài kinh đó một cách sâu sắc hơn ví dụ như khi mà nói về cái dục tham dục mình hiểu nghĩa bài kinh thì mình biết tham dục thì bài nào không vậy bài nào không vậy nhưng mà khi mình đọc trực tiếp một bài kinh mà Đức Thế Tôn nói về tham dục đó, Cái cảm nhận mình nó khác Chúng ta sẽ cảm nhận một cách sâu sắc hơn Và nó giống như Nó giống như là chúng ta đang trực tiếp nghe Thế Tôn dạy lại chính mình Nhắc nhở chính mình Đấy, Thành ra nói gì thì nói, cái việc mà chúng ta đọc kinh đọc kinh nó vẫn thù thắng hơn, nó vẫn thù thắng hơn là cái chuyện mình không có đọc mà mình chỉ nhớ nội dung kinh rồi mình cứ ngẫm đi ngẫm lại, ví dụ như ngày hôm qua mà sư nói cái 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 bài pháp về cái con gà đó, thưa quý vị, cái nội dung đó thì ai cũng biết, nội dung ai cũng biết nhưng mà khi mà sư mở cái bài tăng chi và tương ưng lên sư đọc á cảm giác nó khác lắm cảm giác nó khác lắm giống như thế tôn đang nhắc nhở chính mình vậy đó ừ. là chính bởi vì như vậy đó nó mới có sự nhập tâm và chính bởi vì nhập tâm á thì khi mình nói đó, nó mới có hồn nó có cái tình cảm mình chen vào trong đó quý vị nghe pháp nhiều thì hoặc là quý vị nghe pháp từ xưa nhiều quý vị cũng sẽ biết là có những khi Uh, sư giảng mà nó nó chất Quốc chất Quốc ở đây tức vẫn đúng pháp nhưng mà nó không có cái hồn ở trong đó nghe không hấp dẫn nghe không hấp dẫn uh, nhưng mà có khi là sư thuyết thì nó rất là nhập tâm và nghe nó, nó hấp dẫn thì cái cái vấn đề là cái bài kinh đó, đó mình có cái sự nhập tâm có cái sự thâm nhập có cái sự tìm hiểu nó hay không và khi mà mình có cái sự thâm nhập vào nó đó cái cái kiểu mà mình diễn đạt nó sẽ khác nhiều lắm ừ.